Hay bước hành trình máy sinh tố cầm tay vòng vòng ở văn phòng để coi làm ra ly sinh tố như lời đồn không nhé. Nhà có cái máy lược điện bự quá rồi. À, cô bán trái cây. Tính là xay dưa hấu cho nó dễ. Mà hết dưa hấu rồi, thôi ăn thơm nhé. Lấy nửa trái luôn cô ơi. Mà nguyên xay trái cây thơm đâu có xay được cái gì nữa đâu ta. Ê, biết rồi. Hôm này có vẻ ngọt ngon ăn gì bộ nấy được nè. Xay chúng với dưa ua nữa là tối nay cháy nha. Em ơi, tính tiền. Lợi ích giúp ngon ngọt có thơm ai không biết tự Google nhé. Về là chỗ rồi, khui liền dưa ua bỏ vô thơm nè. Ups, sao xấu dữ vậy nè. Rồi bây giờ thì đậy nắp lại. Hướng dẫn sử dụng kêu nhấn vào nút 2 lần rồi rung đùi chuẩn bị có đồ uống thôi. Khởi động máy cũng êm lắm mà sao ai cũng hóng vậy ta. Có chút vấn đề có vẻ như mình bỏ nhiều thơm quá phải lấy bớt ra. Và thêm một tí xíu siêu nước nữa. Có vẻ như đã mượt mà hơn rồi nè. Tiếp tục nhấn nút tự xay 40 giây sau là nhuyễn nhừ. Coi có lý quá trời luôn nè. Đóng nắp lại vừa làm vừa uống thôi. Lúc mà đem đi rửa không biết có sợ bị vô nước không. Chỗ sạc nam châm thông minh phết. Đèn đỏ như thế này là cần sạc pin nhé. Đầu USB mình sẽ nối thẳng luôn vào máy tính luôn. Cũng được ghê hả? Coi bộ sắp có series tự làm sinh tố ở văn phòng rồi.